ชนอลของมันทำนายเหมือนตรงนี้ว่าทำฟาร์มแกเกมบัสนิเซียไงแกบ้านที่กับหยักเมย์เห็นไหมกับหยักรอยถึงเมย์อยู่กับหยักลุงอะไงนะ17ตุลาคม2020thì đây thì nó đã cập nhật và đánh lên phần bản 3.3. Bây giờ anh em mình cùng vào khám phá cái game này nha. Rồi mình sẽ dạo này thì đây cái giao diện thì nó không giao diện thì cũng như vậy thôi, chúng chưa thay đổi gì nhiều đâu, còn vào trong game là hay ha. Rồi giờ mình tải ra đi đấy. Rồi bây giờ mình sẽ vào giao diện, mình vào game nha, mình sẽ vào phần cái camera mod nha. Đấy, ở đây thì nó không, nó coi có thêm bản đồ gì không ta. Đây, đây, đây là bản đồ mới nè. Đây, rồi chúng ta kết dưới. Đây, mình cập nhật trong đây hai cái map này mình. Map này nè. Rồi bây giờ thử cái map này nha. Go. Này chúng ta cũng khám phá nha. Thì game cũng mới vừa cập nhật xong thì mình cũng làm clip cho anh em coi ha. Hôm bữa bật radio mà bật radio nó bị phân quyền gì nhạc gì đó, nên mình chuyển qua bật cái bên nhạc đi. Đấy. Rồi. Ở đây thì nó sẽ có thay đổi giao diện hết rồi, đây mày hoàn toàn mới hết rồi. Đèn chết nó làm nhỏ lại nè, đèn chết nó làm nhỏ lại nè ha. Rồi những cái thanh công cụ thì nó di chuyển qua hai bên hết rồi. Đây coi, à đây là đèn led, đây là đèn led ha, đây là đèn pha nằm phía bên đây luôn. Đây nó có hai cái lo là gì ta, à kèn. Rồi ba cái này là ba cái kèn của mình á anh em ơi ha. Đấy, đây mình có thể thu nhỏ lại phóng to ra ha. Đây nè, ngay trên đây nè có nút thu nhỏ nè đó. Sao nữa ta, rồi là xin nhanh hai bên. Nhìn hai bên đây. Đấy, nhìn hai bên đây. Ha. Ta. Rồi phía bên đây. Phía bên đây thì có hình người đi ta xuống đi bộ hả? Ồ. À. Ủa sao nó cho xuống đi bộ ta? Mở cửa hả? Mở cửa bên đây. Báo gì ta? Chụp hình lại coi. Sao nó không cho hồi mình xuống đi bộ được mà ta? Sao không cho đi ta? Đặt máy thế này. Tí xíu mình dịch qua cái này coi cho nó cái gì nha. Hiểu rồi anh em ơi. Nó kêu mình là kích hoạt phanh tay trước khi mình dùng chế độ mod để di chuyển mọi người đi tới lui á. Kích hoạt phanh tay đây hả? Rồi đúng rồi, đây nè anh em, kích hoạt phanh tay lên nè,
Đấy, anh em cứ phải tay lên, anh em mới là mới rõ với cái hình người này nè. Nè, thử coi. Đó, nó đi xuống rồi. Ê. Cha vui 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 vui. Bây giờ mình di chuyển hả? Ý, nhảy hả? Ui, nhảy nha. Nhảy, tiếu tiếu, vui 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 vui. Vui. Ủa con tài xế này nó nhảy luôn, điều điều luyện ra. Đấy, nhảy nha, nhảy nè, nhảy nè. À. Như đây. Lên xe. Đấy, nhảy xuống. À. Đây, bây giờ đi bộ hướng vòng coi. Ừ, tối mai mấy anh em mình chơi online mà chạy mà xuống đi bộ là vui lắm nha. Mình xin biết này. Tiếp tục chạy vòng đây. Nhảy nè. Mình đi bộ khám phá cái bánh xe này coi. Đây, tới đây thăm cho quà này. Có một cái giải phân cách thăm cho quà. Mình chạy lại nha. Có ai nhà không? Vui. Đấy, mình lại chỗ này nha. Rồi. Ồ. Camera góc camera nhìn 2 phần 3 nè. Là nghĩa là mà cái mình là người nhìn á, mình đi nè. Đó. Đó. Nè, trả lại chỗ cũ nè. Đấy. Rồi. Ừ. 1 phần 3. À, chụp hình đây ha. Này cái là gì đây? Tự sướng ha. Đó, đây có một loạt thao tác mà hiệu ứng nè. À, để tự hiểu thêm em. Ok. Đấy. Ừ. Chúng ta trả lại coi. Đây, nhảy nè, giống như vậy, lên xe. Rồi. Ồ, game này cập nhật rất hay em ơi, có thể tải với trải nghiệm nha. Ai chưa chơi thì ai chưa mà có cài cái này thì cài, còn ai mà cập nhật thì tranh thủ cập nhật nha. Nha, bây giờ để máy ra nè. Đấy. Đang coi chỗ đối khách có gì mới không nha. Đây. Thì mình vô. Mình khởi hành nha. Ồ, ra ngoài nó dễ thấy. Rồi, mình di chuyển nè. Bật nhanh. Bánh xe đẹp quá nè mày. Đây. Ồ. Bánh xe được làm mới ra nè, rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Rồi. Nói chung là game cập nhật quá hay, nói chung mình tóm lại nhiều thao tác để mình chơi hay. Rồi bây giờ đóng cửa lại nha. Đóng cửa lại. Rồi. Bây giờ mình ra ngoài đi, mình coi có xe gì mới không nha. Rồi, bây giờ mình vào shop. Vào shop nè.
Chào sếp. Mình coi xe là mới không nha. Rồi. Ôi, nó còn có xe là mới. Xe triệu 2 nè. Xe 2 tầng nè. Xe triệu 8 nè. Rồi, nói chung chưa có xe mới này mày. Nó chỉ cập nhật map với lại cái tính năng giao diện trên cái game thôi. Đó. Xe mới chưa có. Rồi, dài cho cái trải nghiệm cho anh em để anh em tham khảo về cái game cập nhật mới bản 3.3 này nha. Ai cập nhật rồi thì mình vào mình chơi, còn ai chưa cập nhật thì chơi thử ha. Hẹn em tối mai nha, ai rảnh lên chơi online nha. Mình chơi một chuyến chạy bộ vòng cái ruộng cho vui coi. Nha. Rồi, mình chào anh em nha. Chúc anh em ngủ ngon. Bye bye.